Hello, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0825533666 anh chị nhé. Thì hôm nay là đầu xuân năm mới, năm Quý Mão, năm 2023, thì là em có lời chúc sức khỏe đến tất cả anh chị, cô dì, chú bác, cũng như là tất cả quý vị đang xem video clip của bên công ty em. Một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, công việc thì trôi chảy cũng như là cầu được ước thấy trong năm 2023 này anh chị nhé. Thì là nhân dịp đầu xuân năm mới thì là em muốn giới thiệu đến tất cả anh chị về một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ cúc áo S63 không dây anh chị nhá. Về cái dòng sản phẩm cúc áo S63 này thì rất là nhiều anh chị đang quan tâm cũng như là tìm mua, nhưng mà thực sự nói thật với anh chị là không phải anh chị nào cũng có là tổng hợp được, mình tổng hợp được là video lọ video kia lên lựa chọn mẫu này hay là lựa chọn mẫu kia. Thì là hôm nay là em muốn giới thiệu đến tất cả anh chị về một dòng sản phẩm mà nhiều khách hàng ưa chuộng nhất, thích dùng cái dòng sản phẩm này nhất, đó chính là bộ sản phẩm camera siêu nhỏ cúc áo S63 không dây anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ cùng với tất cả anh chị mở cái bộ sản phẩm này ra để cùng với anh chị xem bên trong nó mẫu mã nó như thế nào này, kích thước sản phẩm ra làm sao này, công dụng như thế nào anh chị nhá. Thì là đầu xuân năm mới thì khi anh chị đặt hàng, thứ nhất là sẽ được giảm giá rất là nhiều cho anh quý anh chị trong vòng đầu năm, đầu xuân năm mới đấy, về cái dòng sản phẩm này anh chị nhá. Khi anh chị mua hàng là bên em đầu tiên là sẽ tặng kèm cho tất cả anh chị là một cái thẻ nhớ chính hãng là 128GB. Với cái thẻ nhớ chính hãng 128GB này là sẽ giúp cho anh chị hoàn toàn có thể là lưu trữ được dữ liệu này, lưu trữ được thông tin lên tới là 20 ngày anh chị nhé. Và khi đầy thẻ nhớ nó sẽ tự động xóa cái cũ để lưu cái mới, có nghĩa là ví dụ 20 ngày là đầy đúng không, thì sang ngày 21 sẽ xóa ngày số 1 này, sang ngày 22 xóa ngày số 2 này, sang ngày 23 xóa ngày số 3, để đảm bảo cho tất cả anh chị là luôn luôn lưu trữ được trong vòng 20 ngày gần nhất so với thời điểm hiện tại anh chị nhá. Đấy, ngoài ra khi anh chị mua hàng ở đây là bên em sẽ tặng kèm cho anh chị là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt anh chị nhá. Khi trong quá trình xem video của em này là nhận hàng này, anh chị kết hợp thêm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này thì sử dụng nó rất là trôi chảy, rất là ok trong quá trình sử dụng. Và ngoài ra những anh chị nào mà nhiều lúc mà mình còn mắc hay là chưa hiểu bước nào thì anh chị hoàn toàn có thể là nhấc máy lên alo trực tiếp với em qua cái số điện thoại đuôi 3 con 6 này, là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho tất cả anh chị nhá. Và ngoài ra của bên em có nhận độ chế camera, định vị ghi âm và tất cả các đồ vật mà anh chị yêu cầu. Ví dụ là anh chị muốn độ vào những cái dòng sản phẩm như là lọ dầu gội đầu này, chuột máy tính này, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn này, hay là bất kể những cái đồ vật gì mà anh chị có nhu cầu thì anh chị cứ nhấc máy lên alo trực tiếp số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo là bên em sẽ có nhân viên tư vấn anh chị nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ đi vào cái chuyên mục giới thiệu sản phẩm chính ở đây, chính là chiếc camera cúc áo S63 này. Đấy, bên trong sản phẩm này nó là sản phẩm không dây anh chị nhá. Đấy, thì em sẽ mở sản phẩm này ra. Đầu tiên anh em mình nói chung là chưa nói gì về các chức năng công dụng vội, đầu tiên là anh em mình cứ nhìn thấy là vào mắt đầu tiên là kích thước của nó đã anh chị nhá. Kích thước của nó ở đây chính bằng một ngón tay cái. Đấy, ngón tay của em cũng không to quá mà cũng không phải là bé quá. Ở đây là ngón tay thuộc tầm trung anh chị nhá. Đấy, kích thước là sản phẩm không dây. Đấy, đằng sau đây là có một cái khuy này. Sản phẩm mới này người ta thiết kế một cái khuy này thì anh chị hoàn toàn có thể là kẹp lên những cái tờ giấy mỏng như này để mình có thể là treo lên hay là mình giám sát cho tiện lợi hơn, hoặc là treo lên khuy áo các thứ anh chị nhá. Bên cạnh sản phẩm ở đây thì nó sẽ có công tắc bật tắt nguồn này, chân cắm sạc này, cũng như là khe cắm thẻ nhớ này, và đây là nút reset của sản phẩm anh chị nhá. Đấy, nút reset sản phẩm của nó ở đây. Sử dụng cái này rất đơn giản thôi. Cách đầu tiên muốn sử dụng được thì anh chị phải bật nguồn đã. Anh chị gạt công tắc xuống này. Đấy, gạt công tắc xuống ở đây thì anh chị sẽ nhìn thấy một cái tín hiệu đèn đỏ ở đây, có nghĩa là máy đã bắt đầu hoạt động được rồi anh chị nhá. Đấy là công việc đầu tiên. Cái thứ hai, phụ kiện kèm theo cho anh chị ở đây thì nó sẽ bao gồm những cái thứ sau. Thứ nhất là một cái bộ mắt cúc áo anh chị nhá. Đấy, bộ mắt cúc áo của nó ở đây là khi anh chị mua hàng là bên công ty người ta sẽ tặng kèm cho anh chị. Ở đây là gồm 7 cái loại mắt cúc áo khác nhau, ví dụ đầu đinh cũng có này, ốc vít cũng có này. Đấy, đa số là khách hàng là chuộng mấy cái mẫu này, đầu đinh có này, ốc vít có này. Đấy, cúc áo có này, đầy đủ hết luôn anh chị nhá. Để mình có thể là thay vào cái mắt nguyên bản của nó ban đầu ở đây. Đấy, còn ngoài ra phụ kiện kèm theo cho anh chị sẽ có một cái cục pin dự phòng như thế này. Anh chị chú ý giúp em nhá. Cái cục pin dự phòng này thì không chỉ anh chị sạc điện cho cái camera này, còn ngoài ra anh chị có thể là sạc cho điện thoại, sạc cho tất cả các thiết bị điện tử khác thì cũng hoàn toàn là ok. Còn tiếp tới ở đây là sẽ có một cái dây cáp sạc, chân là chân Android, chân Samsung anh chị nhá. Đấy, thì anh chị làm mà sử dụng điện thoại Android, điện thoại Samsung ấy thì mình có thể là lấy luôn cái chân sạc của mình, không cần cái dây này cũng được. Đấy, thì thế nào cũng được. Những cái hàng này người ta sản xuất rất là phổ thông. Đấy, em cất gọn những cái mắt cúc áo này vào anh chị nhá. Đấy, nhận hàng thì sẽ nhận được thứ nhất là một cúc áo này, thứ hai là những cái phụ kiện ở đây này, thứ ba
3. Ở đây là thẻ nhớ là giấy hướng dẫn đầy đủ hết anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị cài đặt trên điện thoại. Muốn cài đặt được trên điện thoại thì như trên tờ giấy hướng dẫn sử dụng ở đây em cũng đã có rồi. Anh chị tải giúp em một cái ứng dụng có tên là ứng dụng Lookcam này, LOOKcam này, là ứng dụng Lookcam là bước đầu tiên này. Đấy anh chị nhá. Đấy, những ai mà dùng điện thoại iPhone như của em này thì anh chị vào cửa hàng là App Store. App Store đây này. Đấy, nó có biểu tượng chữ A đây anh chị nhá. Đấy, App Store đây này. Còn những anh chị nào mà sử dụng điện thoại Android thì anh chị vào cửa hàng CH Play. Đấy, để tải cho em cái ứng dụng có tên là ứng dụng Lookcam, LOOKcam này. Đấy, anh em mình nói chung là cứ nói tiếng Việt cho dễ anh chị nhá, là bước đầu tiên. Bước thứ hai là anh chị vào phần cài đặt tìm Wi-Fi của điện thoại. Đấy, mình cứ làm chậm nhưng mà làm chắc này. Đấy, thì bây giờ chiếc cam này nó sẽ phát ra một cái mã Wi-Fi rất là dài và không có mật khẩu như này anh chị nhá. Thì anh chị phải kết nối với mã Wi-Fi của nó là bước thứ hai. Đấy, và anh chị chú giúp em sử dụng những cái dòng sản phẩm này thì mình cứ làm chậm nhưng mà làm chắc, làm đến bước nào thì là ok luôn bước đấy anh chị nhá, không được bỏ bước giúp em. Đấy, đấy giúp em bước thứ hai là kết nối có dấu tích như này là ok anh chị nhá. Bước thứ ba là anh chị thoát hẳn ra màn hình chính như thế này. Anh chị vào cho em cái ứng dụng Lookcam ở đây. Đấy là bước thứ ba. Đấy, mình cứ làm chậm. Trong trường hợp khi anh chị vào cái ứng dụng Lookcam ở đây này, đấy nó trắng trơn như này nhá, thì anh chị bình tĩnh giúp em, anh chị để ngón tay ở trên sau cái chữ My Device này, anh chị kéo xuống này, đấy anh chị kéo xuống thả ra này, đấy, kiểu như làm mới ấy. Đấy anh chị thấy chưa, là lập tức nó sẽ hiển thị cho anh chị một cái ô và có hai cái dòng này, thì anh chị sẽ chọn Cancel cho em này bên tay trái nhá, Cancel này. Đấy, anh chị sẽ nhìn thấy ở đây có dòng chữ là Device Online anh chị nhá, có nghĩa là máy hoạt động ok rồi. Đấy, bây giờ mình muốn xem, mình chấm thẳng vào đây này, chấm thẳng vào đây, anh chị chọn Ken tiếp cho em này. Đấy, chọn Ken tiếp này. Còn những anh chị nào mà chọn vào Modify đây này là tạo mật khẩu nhá. Đấy, Modify để tạo mật khẩu để người khác không vào xem được ấy. Đấy, thì khi tạo mật khẩu đây nó sẽ có 3 dòng. Dòng thứ nhất là dòng Old Password, có nghĩa là mật khẩu cũ. Mật khẩu cũ ở đây là mặc định của nhà sản xuất là 123456. Còn hai cái dòng dưới là New Password và Confirm, là cái dòng New Password là mật khẩu mới, thì là anh chị tự đặt theo ý của anh chị. Đấy, còn cái dòng Confirm là nhập lại, hai đại loại là hai cái dòng dưới này là giống nhau. Đấy, xong anh chị ấn ok là xong. Đây là em không cần đặt thì em chọn Ken này, chọn Ken để em vào em xem luôn này anh chị nhá. Chất lượng của nó đây anh chị cùng xem nhá. Chất lượng của nó đây thì là siêu led, siêu đẹp luôn. Đấy, đây là em đang test ở chế độ 1080 này. Còn riêng sản phẩm này là có độ phân giải là 4K cơ. Anh chị nhá, em cho lên 4K cho led này. Đấy, 1080 đã quá là yêu, quá là led rồi anh chị xem qua này. Đấy, không biết không khí Tết của các bác như thế nào nhưng mà ở đây là Tết của rất ở gia đình em rất là đầm ấm đây anh chị nhá. Đấy, thì là như đầu em nói rồi, thì là đầu xuân năm mới. Đấy, có quất có đào, nhà ai cũng như vậy thôi. Thì chúc tất cả anh chị, cô dì chú bác 2023 thật là thành công, thật là sức khỏe anh chị nhá. Đấy, thì khi những anh chị làm mà muốn chụp ảnh này, đây muốn chụp ảnh thì anh chị ấn cho em vào cái biểu tượng hình máy ảnh đây nhá. Chụp ảnh vào đây này. Đấy, còn những anh chị nào mà muốn quay video thì ấn vào biểu tượng hình máy quay đây để quay video anh chị nhá. Đấy, để quay video đây. Đấy, lưu lại này, chụp ảnh thì cứ ấn vào đây. Ấn vào đây chụp ảnh cho em nhá. Đấy, còn những anh chị nào mà muốn zoom to zoom bé thì mình zoom ở đây. Ngoài ra có cả ngày cả giờ đây này. Đấy anh chị nhìn thấy không ạ? Đấy, cả ngày cả giờ đây anh chị nhá. Thì những cái video mà có cả ngày cả giờ, cả hình cả tiếng thì là cái độ gọi là thuyết phục thì nó rất là ok anh chị nhá. Đấy, độ phân giải sản phẩm đây là 4K này. Đấy, còn những anh chị nào mà muốn bật tắt đèn thì có hết hỗ trợ hồng ngoại quay đêm thì ấn vào đây này. Cái bóng đèn có 3 cái tia là hỗ trợ hồng ngoại quay đêm. Quay đêm thì chỉ có đen trắng thôi anh chị nhá. Đấy, tắt quay đêm đi thì lại màu mè rất là led, rất là đẹp như ban ngày đây. Đấy, cây quất đây anh chị nhá. Đấy, rất là lung linh, rất là đẹp đây. Đó, và bây giờ em sẽ bách ra đây này. Bách ra đây này. Đó, vừa xong là em đã giới thiệu hướng dẫn cho anh chị là cách quay phim, chụp ảnh, ghi âm các thứ đầy đủ hết rồi anh chị nhá. Bây giờ những anh chị nào mà muốn xem lại cái hình ảnh vừa xong em vừa mới chụp thì anh chị ấn vào chữ photo đây này. Photo đây anh chị nhá. Đấy, photo đây này. Đấy, rất là led, rất là đẹp đây anh chị nhá. Đại loại là anh chị có thể là zoom to, zoom bé là được hết này. Đấy, kể cả những cái video đây nhá, cả hình cả tiếng này. Đấy, đầy đủ hết luôn anh chị nhá. Đấy, đây anh chị tăng lên này. Anh chị đã trở lại kênh YouTube của bên em, Hotline 0961. Đấy, đầy đủ hết anh chị nhá. Đấy, đây là những cái video này. Đấy, vừa xong em chụp xuống cái mặt này này. Đấy, thì nó chụp được cái bức này. Đấy, đại loại là nó có những cái chuyển động hay là các thứ là đều ok hết luôn anh chị nhá. Đấy, rất là led, rất là đẹp về cái dòng sản phẩm này. Cả hình, cả tiếng đầy đủ hết này. Đó, còn những anh chị nào mà bảo là ừ, em hướng dẫn thế là ok rồi, nhưng mà bây giờ là anh muốn xem là cách lưu vào thẻ nhớ này, cách xem từ xa đầy đủ hết, thì anh chị chú giúp em nhá. Bằng một thao tác rất là đơn giản thôi. Anh chị có thể là vào hình bánh răng ở đây này. Bánh răng ở đây anh chị nhá. Đấy, anh chị chọn cho em cái dòng là device setting ở đây này.
Đấy, ở đây nó có rất là nhiều mục như là alarm config là cảnh báo chuyển động này, cảnh báo chuyển động ở đây có nghĩa là ví dụ có người đi ra đi vào, đi ra đi vào nó sẽ báo về điện thoại cho anh chị nhá. Cái thứ hai là cái đặt password, password là cái mật khẩu lúc nãy đấy. Đấy, cái mật khẩu lúc nãy đây này. Đấy thì mình có thể là vào cái mục password ở đây. Mục thứ ba là mục SD setting là mục lưu vào thẻ nhớ, nó có biểu tượng thẻ nhớ đây luôn anh chị nhá. Đấy anh chị chọn vào đây. Đấy anh chị bật xanh hết lên cho em. Đấy, và đây anh chị sẽ nhìn thấy con số 30 này, anh chị chấm vào đây này. Đấy, đây nó sẽ có những cái mốc thời gian như là 1, 3, 5, 30 tương đương với 1 phút này, 3 phút này, 5 phút và 30 phút, em sẽ chọn 30 phút chẳng hạn. 30 phút ở đây có nghĩa là cứ quay 30 phút lưu lại một lần, 30 phút lưu lại một lần, 30 phút lưu lại một lần anh chị nhá. Còn nếu anh chị làm mà muốn ngắn hơn thì là cái này thì anh chị sẽ chọn, có thể là chọn 5 phút, 3 phút, 1 phút hay là tùy theo nhu cầu của anh chị nhá. Đấy, tiếp tới đây là anh chị sẽ muốn xem từ xa có nghĩa là cái cúc áo này anh chị để nhà anh chị này. Đấy, còn điện thoại này là anh chị có 3G, 4G Wi-Fi là đi bất kỳ mọi nơi đều xem được. Thì anh chị sẽ chọn cho em vào cái biểu tượng là Wi-Fi setting. Đấy, và anh chị sẽ nhập cái mật khẩu Wi-Fi của nhà anh chị vào, sau anh chị ấn OK là xong anh chị nhá. Đấy là cái bước là kết nối xem từ xa. Còn bây giờ em sẽ test lại cho anh chị xem cái chất lượng hình ảnh anh chị nhá. Đây em cầm lên này, em vào em test lại cho anh chị xem cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc cúc áo S63 này. Rất là nét, rất là đẹp anh chị nhá. Đây anh chị nhìn này, soi được cả chữ này, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn này, hotline 0825533666 này. Đấy, bây giờ em đây là lúc đấy là em còn chưa tăng hết ánh sáng anh chị nhá. Đấy, nhưng mà anh nhìn chị nhìn rất là nét, rất là đẹp đây. Đấy, mình quay đây đọc được cả chữ đây này. Đấy, rất là nét anh chị nhá, đọc được cả chữ đây, quay quang cảnh thì là quá là nét, quá tuyệt vời luôn. Cái này không dây thì là anh chị làm mà nhà văn, nhà báo tác nghiệp hay là mình quay làm bằng chứng chứng cứ hay là anh chị làm mà giám sát gia đình nhà cửa thì quá là ok luôn anh chị ạ. Đấy, anh chị muốn chụp ảnh thì ấn vào đây. Cứ ấn vào đây chụp ảnh này, cứ ấn vào máy ảnh đây chụp ảnh anh chị nhá. Đấy, cứ ấn vào đây chụp ảnh thôi. Đấy, còn quay video thì ấn vào biểu tượng quay video ở đây. Đấy, đầy đủ hết này. Đấy anh chị nhá, đấy cứ ấn vào đây là được này. Đấy, ấn vào đây lưu, ấn vào đây là được, là ok hết anh chị nhá. Đấy, zoom to zoom bé là hoàn toàn là ok hết cho em anh chị nhá. Đấy, còn về dung lượng pin của sản phẩm này thì sẽ sử dụng được tầm chục tiếng anh chị nhá. Chục tiếng là sử dụng rất là ok. Về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ cúc áo S63 này, em đã test cho anh chị xem chất lượng rồi, tất cả các thứ rồi. Đấy, sử dụng ở đây nó rất là ngon lành, rất là mượt mà anh chị nhá. Thì những anh chị nào mà có nhu cầu mua hàng đầu xuân năm mới thì cứ nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với em qua cái số điện thoại là 0825533666. Thì là em xin kết thúc video ở đây. Thì là em chúc sức khỏe tất cả anh chị năm mới 2023 Quý Mão thật là thành công anh chị nhá.